Nhà thờ đá Bảo Nha ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành là nhà thờ duy nhất và độc đáo nhất tỉnh Nghệ An. Đây là nơi sinh hoạt tâm linh của giáo dân trong vùng, cũng là điểm tham quan du lịch của rất nhiều du khách bởi giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo. Nhà thờ được khởi công xây dựng vào năm 1888 đến năm 1904 thì chính thức hoàn thành. Toàn bộ khuôn viên nhà thờ rộng hơn 7.000 m2, trong đó nhà thờ cao 28 m, dài 37 m, rộng 14 m. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Gothic lấy mẫu từ nhà thờ Luốc Sơ Pháp. Toàn bộ nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng đá vôi tự nhiên, đá được lấy từ một ngọn núi ở vùng Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa. Từng viên đá được chọn kỹ càng, sau đó được cắt gọt thành từng khối chữ nhật rồi vận chuyển bằng đường sông để về xây nhà thờ. Sau khi đá được đưa về chân công trình, người thợ sẽ tiếp tục cắt gọt từng viên với kích thước khác nhau để xây dựng thành nhà thờ. Tất cả mọi kỹ thuật xây dựng đều dùng phương pháp thủ công. Các tảng đá được người thợ khéo léo ghép thành thánh đường với một ngọn tháp cao chót vót và 24 ngọn tháp nhỏ bao quanh. Toàn bộ được chạm khắc công phu tạo nên nét duyên dáng cũng mang dáng vẻ uy nghi tĩnh tại. Phía trong các vòm mái liên kết giữa các gian được ghép bằng viên đá lớn, đẽo gọt và lắp đặt rất kỹ thuật tạo thành những vòm cuốn vững chắc. Cơ thờ được làm bằng kính khảm những bức tranh các thánh và các màu sắc tạo nên vẻ đẹp rực rỡ lung linh dưới ánh sáng mặt trời. Tổng thể nhà thờ có quy mô khá đồ sộ với điểm nhấn là chiếc cột thu lôi có hình một con gà được làm bằng chất liệu hợp kim atimon với khả năng xoay theo chiều gió. trước nhà thờ là hai cổng chào, bên trên có đặt hai con sư tử bằng đá được chạm khắc tinh tế với tư thế đứng oai phong. Hệ thống tháp chuông của nhà thờ cũng rất đặc biệt với ba quả chuông được làm bằng đồng, có trọng lượng lần lượt là 800, 400 và 180 kg được đúc từ Pháp. Ba quả chuông này là quà tặng của em gái linh mục Adolf Joseph Klinger tặng cho nhà thờ sau khi hoàn thành. Theo người dân địa phương, vị linh mục Adolf Joseph Klinger là người Pháp. Trước đây, vị linh mục này tới địa phương để truyền đạo và đã chọn Bảo Nham làm nơi xây dựng ngôi thánh đường này. Cũng chính vì thế mà nhà thờ được xây dựng theo mô hình kiến trúc gô tích Pháp. Nằm bên tòa thánh đường độc đáo này còn có lèn đá Bảo Nham. Tại đây, lèn đá gắn liền với những câu chuyện tín ngưỡng được truyền tại nhau qua bao thế hệ giáo dân ở địa phương. Để có thể lên tới đỉnh của lèn đá Bảo Nham, cần phải di chuyển 171 bậc thang uốn nhẹ hình chữ S có hình dáng như chú rồng oai phong đang vặn mình bám lấy khuôn viên lèn đá. Hệ thống bậc thang độc đáo này được cha Fedro Nguyễn Văn Hanh thiết kế và xây dựng trong 3 năm, từ năm 1947 đến năm 1950. Cung đường đi xuống phía sau lèn đá cũng có hình dáng như một chiếc đuôi rồng với tổng cộng 137 bậc, được cha Fedro Nguyễn Văn Duyệt thiết kế và xây dựng năm 2000. Qua nhiều biến thiên của lịch sử, nhà thờ đá Bảo Nham ngày nay vẫn giữ được nét uy nghiêm, kiến trúc đồ sộ với giá trị lịch sử tín ngưỡng lâu đời. Theo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thành, giáo sứ Bảo Nham hiện có 800 hộ, có 7 trên 8 xóm có đồng bào giáo dân sinh sống, chiếm tỷ lệ 42-44%, đời sống đồng bào giáo dân ngày càng no ấm phát triển.